xin chào các em học sinh lớp 6. Ở bài học trước, các em đã được học về máy tìm kiếm. Trong bài học hôm nay, các em sẽ thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet. Nội dung chính của bài học là các em sử dụng được máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin trên Internet dựa vào từ khóa. Và tiếp theo là các em sẽ ôn tập chủ đề B và chủ đề C. Trong bài thực hành 4, tìm kiếm thông tin trên Internet, thì các em sẽ thực hành tìm thông tin hỗ trợ học tập và tìm thông tin hỗ trợ giải trí. Một nhỏ, tìm thông tin hỗ trợ học tập. Cô có một bài tập như sau. Bài 1, tìm thông tin hỗ trợ học môn địa lý. Giáo viên dạy môn địa lý yêu cầu em như sau: tìm hiểu một số biểu hiện của biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Là một học sinh, em sẽ làm gì để góp phần làm giảm những tác động xấu của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe, môi trường nhằm bảo vệ sự sống của chúng ta? Cô hướng dẫn cách thực hiện như sau. Ở bài học trước thì các em đã được học các bước tìm kiếm thông tin trên Internet. Thì cô nhắc lại các bước để các em thực hành. Bước đầu tiên là các em mở trình duyệt. Bước 2 là các em nhập địa chỉ máy tìm kiếm. Bước 3 là nhập từ khóa tìm kiếm. Và bước 4 là lựa chọn kết quả tìm kiếm. Như vậy, đầu tiên các em sẽ mở trình duyệt web. Sau đó, các em sẽ nhập địa chỉ máy tìm kiếm. Cô ví dụ như máy tìm kiếm ở đây là google.com. Tiếp theo, tại ô tìm kiếm, các em sẽ gõ từ khóa tìm kiếm. Và từ khóa tìm kiếm ở đây là biến đổi khí hậu Việt Nam. Và khi các em gõ biến đổi khí hậu Việt Nam và các em nhấn Enter thì sẽ có rất nhiều các kết quả tìm kiếm hiện lên. Và bước cuối cùng là các em sẽ lựa chọn kết quả tìm kiếm. Và thông thường thì các trang web ở đầu danh sách kết quả thường chứa thông tin liên quan đến nhiều về từ khóa tìm kiếm. Nhưng mà nếu các trang này không phải là kết quả mong muốn thì các em có thể thay đổi từ khóa để có kết quả phù hợp hơn. Và muốn tìm kiếm chính xác hơn thì các em có thể đưa cụm từ này vào trong dấu ngoặc kép để các em tìm kiếm. Nội dung thực hành tiếp theo là các em sẽ thực hành về tìm thông tin hỗ trợ giải trí. Cô có bài tập như sau. Bài 2, tìm thông tin hỗ trợ giải trí theo sở thích. Em thực hành hoặc là cùng bạn em thực hành hoặc là theo nhóm và thực hiện một trong các yêu cầu sau. Yêu cầu 1, hãy tìm thông tin về 3 địa điểm tham quan của thành phố Hạ Long và nêu những đặc điểm chính của mỗi địa điểm này. Yêu cầu 2, hãy tìm một bài hát hoặc video ca nhạc mà nhóm em yêu thích và mở để xem. Sau đó tóm tắt các thông tin, tên đạo diễn, bối cảnh sáng tác và ca sĩ biểu diễn. Yêu cầu 3, hãy tìm một bộ phim mà nhóm em yêu thích. Sau đó tóm tắt các thông tin, tên đạo diễn, bối cảnh sáng tác và các diễn viên chính. Thì ở bài 2 này, cô hướng dẫn là các em thực hiện các bước tìm kiếm như ở bài 1. Như vậy là cô vừa hướng dẫn các em nội dung thực hành của bài 4.
tìm kiếm thông tin trên Internet. Tiếp theo là các em sẽ ôn tập chủ đề B và chủ đề C. Ở chủ đề B, các em ôn tập cho cô mạng máy tính là gì? Mạng máy tính là một nhóm các máy tính và thiết bị được kết nối để truyền dữ liệu cho nhau. Vậy thì để tạo thành một mạng máy tính thì số lượng tối thiểu của thiết bị và máy tính cần có là bao nhiêu? À, ít nhất là 2. Và một mạng máy tính có thể kết nối tối đa bao nhiêu thiết bị và máy tính? À, số lượng phụ thuộc vào quy mô, không giới hạn. Lợi ích của mạng máy tính thì các em thấy có rất nhiều các lợi ích của mạng máy tính. Có ví dụ như là thực hiện thao tác in, văn bản sẽ được truyền qua mạng tới máy in. Hoặc là nội dung một cuốn sách đưa lên mạng để nhiều người có thể cùng đọc. Hoặc là camera kết nối qua mạng giúp điều khiển hệ thống giao thông đô thị, vân vân. Như vậy là có rất nhiều lợi ích của mạng máy tính. Và đặc điểm của mạng máy tính đó là phủ khắp mọi nơi, được tạo thành từ các mạng nhỏ kết nối lại và nó không thuộc quyền sở hữu của một cá nhân hay một tổ chức nào. Và mạng máy tính gồm có 3 thành phần chính, đó là các máy tính và thiết bị có khả năng gửi và nhận thông tin qua mạng, các thiết bị có chức năng kết nối các máy tính với nhau, và phần mềm giúp giao tiếp và truyền thông qua mạng. Thì ở phần này các em chú ý cho cô thiết bị mạng giúp kết nối máy tính với nhau, giúp truyền thông tin từ máy này tới máy tính khác. Và thiết bị mạng thì thường gặp đó là cáp mạng, switch và modem. Và cáp mạng thông dụng hiện nay đó là cáp quang và cáp xoắn. Thì cáp quang sử dụng tia sáng để truyền thông tin, còn cáp xoắn sử dụng dòng điện để truyền thông tin. Modem tức là thiết bị biến đổi tín hiệu để truyền qua khoảng cách xa. Switch là thiết bị giúp kết nối máy tính và các thiết bị mạng. Tiếp theo, các em ôn tập chủ đề C. Và trong chủ đề C, các em ôn tập cho cô website là gì? Địa chỉ website. Phân biệt trang chủ và trang thành phần. Trang chủ và trang thành phần thì giống nhau, đều có chung địa chỉ website cố định và khác nhau ở phần đuôi còn lại. Nguồn web là gì? Tên viết tắt của nguồn web. Và trình duyệt web là gì? Và nguồn web có tên viết tắt là www, thuận lợi cho việc tìm kiếm, thu nhập thông tin, chia sẻ, khám phá thông tin. Và các trình duyệt web thông dụng hiện nay có ví dụ như là Firefox, Google Chrome, Cốc, vân vân. Và việc tìm kiếm thông tin trên Internet thì có các đặc điểm. Ví dụ như là thông tin phong phú, đa dạng, tìm kiếm nhanh, tìm kiếm được mọi lúc, mọi nơi, vân vân. Và trong chủ đề C này, các em cũng ôn tập cho cô về máy tìm kiếm. Thì máy tìm kiếm là gì? Nó là một hệ thống phần mềm cho phép người dùng Internet tìm kiếm thông tin trên www. Và có các bước để tìm kiếm thông tin trên Internet. Thì bước đầu tiên đó là mở trình duyệt. Tiếp theo là nhập địa chỉ máy tìm kiếm. Tiếp theo nhập từ khóa tìm kiếm. Và bước cuối cùng là lựa chọn kết quả
tìm kiếm. Và trong chủ đề C này, các em cũng ôn tập cho cô thế nào là từ khóa. À, từ khóa là một từ hay cụm từ liên quan đến nội dung cần tìm và do người sử dụng cung cấp cho máy tìm kiếm. Và để tìm kiếm thông tin trên Internet thì người ta dùng từ khóa để tìm kiếm. Về phần dặn dò, một là em thực hành bài 1, bài 2 trong bài thực hành 4. 2 là các em ôn tập nội dung của chủ đề B và chủ đề C. 3 là ngày 06 tháng 12 năm 2021, các em làm bài tập trắc nghiệm trên đường link cô sẽ gửi lên hệ thống lớphoc.hcm.edu.vn. Và bài tập này cô sẽ lấy vào điểm thường xuyên.